Cũng như Nguyễn Công Thành, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong của câu lạc bộ Sài Gòn cũng dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi hiện tại cho gia đình nhỏ của mình. Dù làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do công việc mà quỹ thời gian anh có thể dành cho vợ và con là khá ít. Bởi thế mà mỗi sáng đưa con đi học hay nấu ăn cùng người bạn đời là niềm hạnh phúc mà anh luôn trân trọng. Trong căn nhà nằm sâu trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Một buổi sáng trong những ngày không V-League của trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn Nguyễn Tuấn Phong. Rất đơn giản với những công việc hàng ngày như đưa đón con đi học, một việc mà khi mùa giải vẫn còn đang diễn ra, vị trợ lý sinh năm 1981 ít khi có thể chu toàn bởi những buổi tập, những trận đấu vốn dĩ rất dày đặc. Cũng may mắn là năm vừa rồi đội bóng cũng thành công, thì nghỉ khoảng một tháng thì tôi đã cho gia đình đi chơi, nó cũng có thời gian nghỉ mà cho tụi nhỏ với vợ phải đi du lịch thì nó đi chơi cho nó bù đắp lại những cái thời gian mình mà còn ở đội bóng không có thời gian nhiều. Còn hàng tuần thì ở nhà thì có thể sáng thì đưa tụi nhỏ đi học, rồi xong xuôi thì mình về nhà. Ở nhà cũng có vợ ở nhà thôi, kiểu nói chuyện với vợ hay là có phụ được những vấn đề gì thì mình phụ với vợ. Khi V-League 2019 đã qua đi thì anh mới có thể dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, vợ con. Đã không còn những lo toan bộn bề khi mùa giải diễn ra, cuộc sống của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong lúc này đơn giản là được nấu những bữa ăn cùng người bạn đời và có một cuộc sống bình dị bên gia đình. Nhưng ít ai biết rằng, để có được một cuộc sống êm ả, hạnh phúc như hiện tại, người đàn ông sinh năm 1981 đã phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ. Như hơn 10 năm đá bóng chuyên nghiệp, đá xa nhà nhất chắc là đội bóng Đồng Tâm Long An. Mà thực sự nó xa nhà thì chỉ có vài chục cây thôi, mà mình cảm thấy đã xa nhà rồi. Thì nếu như mà tôi không có quen cái vấn đề ở nhà thì tôi đã đi đá tiếp rồi, vì thực sau đó vẫn có đội để cử đi, nhưng mà chứ xa hơn cũng phải cũng thử pha hơn xa hơn không có nhiều, chứ phía Nam thôi. Nhưng mà mình quyết định mình cũng từ bỏ mình giải nghệ để mình chuyển qua cái công tác huấn luyện. Khi là huấn luyện viên thì đó mình cũng đã thử cũng có ba đứa nhỏ rồi, thì càng không nên xa nhà nữa. Và sau đó thì mình cũng may mắn được đội bóng chuyên nghiệp Sài Gòn qua lời giới thiệu của bạn thân tại em kêu về. 2 năm làm đội Sài Gòn FC là rất là may mắn, vì mình vô được một cái đội mà một tập thể nó rất là đoàn kết, mà nó như một gia đình. Trước khi về mà đội bóng Sài Gòn á, thì mình nghĩ là một đội bóng V-League nó rất là nhìn nó rất là khó khăn, mà không biết mình làm được không. Nó nhưng mà mình mơ mình làm được V-League, mà khi làm được thì tại sao mình không làm, thì mình cứ làm hết mình đi, còn cái đó tính sau, còn mà tồn tại không tính sau. Mà thực ra đúng là may mắn là về đội bóng anh em với nhau giúp đỡ nhau rất nhiều. Trước đó là bạn thân tại em nọ giúp đỡ, rồi sau này tới khi anh Công lên là huấn luyện viên cũng giúp đỡ rất nhiều trong cái môi trường của đội bóng, rồi trong tất cả những công tác chuyên môn cái gì, và anh em cầu thủ nó cũng rất là quý, nên điều đó mình cảm thấy là vui, hạnh phúc khi làm đội bóng. Thời điểm này thì tôi rất là hài lòng. Trước đây mình cũng không dám, không dám đi tới, mà mình chưa nghĩ là mình 1-2 năm đầu mình làm ở môi trường đích mà mình có công việc nó tốt như vậy, thì mình cố gắng phấn đấu tiếp tục, phải vẫn tiếp tục, vì cuối cùng thì cũng phải vì gia đình thôi, vì vợ và ba đứa con nhỏ thôi.